Năng lượng tích cực. Đón nhận đi em. Trời đất ơi, làm cái gì thế này, nhìn bạo lực thế. Anh ơi, hôm nay Hà đang buồn, để yên để em truyền năng lượng và niềm vui cho Hà. Hà nhận lấy. Truyền năng lượng và niềm vui bằng cách này. Nhận lấy đi em. Xem phim trường ít thôi, ngày nào cũng xem ba cái phim đấy. Cô này nữa, thế mà cũng ngồi để nó truyền năng lượng. Bây giờ người ta truyền năng lượng tích cực ấy là bằng những bài diễn thuyết đi vào lòng người. Nghe xong phát thấy tích cực ngay. Đâu? Ví dụ như thế này chẳng hạn, nghe kỹ đây này. Âm nhạc. Các bạn thân mến, đôi khi các bạn thấy thất vọng với bản thân mình và cảm thấy rằng mình không làm được gì cả. Đừng lo, không làm gì cả cũng là làm điều gì đấy. Bạn hãy bắt đầu bằng một dấu chấm trong dấu chấm phẩy. Với những việc mình làm, bạn sẽ trở thành dấu chấm trong dấu chấm cả. Và cuối cùng bạn sẽ thành dấu chấm hết. Nó chấm hết luôn à? Thưa quý vị, ngày hôm nay hãy nói về những nguồn cảm hứng xung quanh chúng ta. Mọi người công nhận không? Nguồn cảm hứng xung quanh chúng ta nó rất là nhiều, mà Farm đã là những người như chúng ta. Và như khán giả, nếu như muốn sống tốt, muốn hướng đến những mục tiêu này kia trong cuộc sống, đều phải ít nhiều chọn cho mình những cái nguồn cảm hứng mà nó phù hợp với cái mục tiêu đấy. Nếu mà nói về trường hợp của em thì em thấy là từ lúc mà em bắt đầu vào nghề làm đài thì em thấy là các anh chị MC Thời Tiết đi trước chính là những người mà tạo ra được những cái nguồn cảm hứng cho em nhất. Tại vì em có thể học hỏi từ họ. Ví dụ như là anh Thanh Tùng này, hay là chị Mai Ngọc chẳng hạn. Tức là em nhìn vào đấy và em thấy đó là một hình mẫu mình muốn, à, mình khao khát trở thành cái hình ảnh như thế, kiểu kiểu như thế, đúng, đúng không? Đó là động lực cho mình để mình tiếp tục. Anh hỏi em đi. Không, anh kể chuyện của anh trước chứ. Nguồn cảm hứng của tôi là gì? Là tôi có một nguồn cảm hứng rất mạnh mẽ về việc là tôi phải tìm được một nguồn cảm hứng giúp tôi giảm cân. Cuối cùng tôi đã tìm được. Tôi vẫn còn một bé gái đang trong kế hoạch chưa sinh. Rất có thể bé gái đó sẽ... Đây là Việt Hà. Thì lại nói đến câu chuyện đặt tên thì thực ra nhá, cái đặt tên nó cũng chính là một trong những cái trường hợp trong cuộc sống xung quanh của chúng ta. Đúng mà. Mà mình nhìn thấy rất rõ là cái nguồn cảm hứng từ ông bố bà mẹ nào đấy. Mình muốn là họ sẽ, con mình sẽ giống như thế. Nó được biến ra thành cái tên đối với đứa trẻ của mình. Sau đây là một cái tên như thế. Một cái tên mà khi quý vị, chúng tôi, những phóng viên thể thao của chúng tôi đã ghi lại câu chuyện này từ những năm 2015 cơ. Đội tuyển U21 của Thừa Thiên Huế, tôi nhớ không lầm là như vậy. Có một cái tên, một cầu thủ rất là đặc biệt mà nghe xong phát là biết ngay bố mẹ của chàng cầu thủ năm ấy là một người rất yêu bóng đá. Đặng Văn Anh FIFA, cầu thủ có cái tên độc nhất vô nhị của U21 Thừa Thiên Huế. Thậm chí, nhiều đồng đội của Pha còn đùa vui rằng anh có cái tên dài nhất Việt Nam. Đặng Văn Anh, Liên đoàn bóng đá thế giới. FIFA tâm sự rằng anh rất thích cái tên này vì nghe nó rất thú vị, dễ nhớ và quan trọng là không trùng với ai cả. Chính tư là bố em là mê ra bóng mà năm nữa em vừa ra đời. Mà bố em mê ra bóng mà đặt cho em là tên FIFA. Lúc đầu là đặt FIFA nhưng mà không thùng việc, mà sau là việc FIFA ra. Vừa mới nghe bạn ấy chia sẻ nguồn gốc cái tên bạn ấy, đúng, bố mẹ rất thích bóng đá cho nên là đặt tên con là FIFA. Thế thì sao? Em nghĩ là sẽ có cả một thế hệ tên là như kiểu là U23 hoặc là AFC Champions League. Có đấy, cái đợt đấy, cái đợt đấy hình như là tôi nhớ trên sóng VTV cũng có một phóng sự ghi lại là năm 2018 nhỉ, khi U23 Việt Nam của mình có những cái kỳ tích ấy. Rất nhiều những đứa trẻ sinh ra vào năm đấy đặt tên là Công Phượng. Một thế hệ Quang Hải, Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường nhờ. Xuân Trường. Đấy là cái niềm mong mỏi mà mỗi ông bố bà mẹ gửi vào trong cái tên dành cho những đứa con của mình. Nào, bây giờ hãy thử nói về những cái tên của chính những người đang ngồi ở đây. Tôi đã tra Google về câu chuyện tên của hai người bạn của tôi. Việt Hà trước nhá. Việt Hà này. Dạ thưa thầy. Rồi mình so xem là có đúng không nhá. Đây là Google. Việt Hà có nghĩa là chỉ một con người có tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng, đúng, cái tâm trong sáng. Họ vẫn luôn có ý chí tự tin, không ngại khó, ngại khổ. Cái này quá đúng anh ơi. Okay. Quá chính xác, nhất là khi mà Hà thể hiện cái giọng hát của mình là thấy vươn tầm và rất là nỗ lực và không bỏ cuộc ấy. Tức là với đúng, cái nốt cao không bỏ cuộc. Không biết nó chảy cuồn cuộn, đúng không? Con biết nó chảy cuồn cuộn à? Đúng rồi. Còn Huyền Trang thì sao? À, trước khi nói đến cái tên Huyền Trang thì bật mí là tại sao mọi người hay gọi là Thái Trang, đúng rồi, không? Vẫn quen gọi là Thái Trang, nhưng thực ra là tên thật thì là Huyền Trang. Cũng là lần cuối, hôm nay là trải nghiệm của những lần đầu tiên khán giả quen thuộc với cái tên Thái Trang. Nhưng thực ra là tên trên giấy tờ thì là Huyền Trang. Nhưng thực ra là bố em tên là Thái.
mẹ em tên là Huyền. Nên là để cả bố mẹ đều vui và hạnh phúc khi mà cái tên của mình luôn đi cùng con trên bước đường đời, thì chúng ta nghệ danh, bí danh, bút danh thì là Thái Trang. Còn giấy tờ, giấy khai sinh, đúng rồi, các loại giấy tờ thì là Huyền Trang. Vậy là ai cũng có phần, cả nhà đều vui. Thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện về cái tên. Còn nhiều những cái tên khác của những nhân vật trong các phóng sự mà nhóm phóng viên của chúng tôi đã ghi lại được trên các kênh sóng của VTV. Có những cái tên rất là đặc biệt. Ví dụ như quý vị đã từng nghe đến những cái tên mà trong một gia đình có bốn anh chị em, nghe tên của bốn anh chị em đấy là quý vị sẽ cảm thấy ngay không có một tên trộm nào có thể chui vào nhà đấy được. Có những cái tên nghe rất an toàn. Theo chỉ dẫn của người dân tại phường Phương Canh, Hà Nội, chúng tôi được giới thiệu tới một gia đình có những cái tên đặc biệt nhất là: bố mẹ tôi sinh ra được bốn chị em, bà Then, bà Khóa, bà Xích, bà Chốt. Cũng từ chính những cái tên đặc biệt này mà cả gia đình đã có không ít những kỷ niệm khó quên. Chả có ai tên như nhà tôi cả, có khi cả xã không có đấy. Thế thì để thế thì bảo thế sao mẹ thì đặt tên xấu thế, Then, Chốt, Khóa, Xích, thế để cho sau này đẻ dễ nuôi đấy, có nghĩa là như thế. Hay có những cái tên nghe rất giống các loại rau củ. Bạn Vũ Thị Lơ, chắc hẳn là có nhiều người đã hỏi em là tại sao lại có cái tên này. Ngày xưa thì bố mẹ em muốn đặt cho em một cái tên đặc biệt ấy. Nên là nghĩ khá lâu thì quyết định đặt tên là Lơ trong súp lơ. À, lơ trong từ súp lơ. Liệu nó có nằm trong từ lơ ngơ không? Thực ra thì em đã gặp mọi người là mọi người hay trêu em và lơ trong như thế. Trong từ lơ ngơ hoặc là lơ là gì đấy. Nhưng mà đúng ra thì là lơ trong súp lơ ạ. Cũng có những cái tên mang theo nhiều ước vọng. 91 tuổi, cụ Minh vẫn nhớ rành rẽ lần đặt tên cho các con trong một lần trở về từ chiến trường. Sau cái tên được đặt cùng lúc, con gái đầu tên Hòa sinh năm 1956, con út tên Phúc sinh năm 1972. Hòa bình, hạnh phúc bấy giờ là khát vọng cháy bỏng với mỗi người dân Việt Nam. Vì công tác là ba hỏi sắp tới để là con trai đặt tên gì, con gái đặt tên gì. Tôi đặt luôn cả 6 đứa, rồi ba để đứa nào ba cứ khai sinh Hòa bình, thắng lợi, hạnh phúc. Con trai thì là Lọt Chữ Quốc, mà con gái Lọt Chữ Minh. Là vì trong chiến tranh là cái khát vọng cao nhất của mọi người là làm sao mới hòa bình lập lại. Đó là hạnh phúc lớn nhất. Cái tên thực ra nó chỉ là một trong những ví dụ thôi của những nguồn cảm hứng mà rất rõ ràng nhá, biến từ cảm hứng ra hành động cụ thể trong cuộc sống. Khi mà cái nguồn cảm hứng đấy nó đủ lớn, đủ mạnh mẽ và nó có sức lan tỏa thì tôi nghĩ rằng nó thực sự trở thành một nguồn động lực ấy. Nó có thể truyền đi đến với những cái cộng đồng. Và một trong những cái cộng đồng mà tôi cảm thấy được rất là rõ cái nguồn cảm hứng này nó có sức lan tỏa như thế nào, đó chính là cộng đồng của những người làm việc tốt, hành trình việc tử tế. Em thấy là những cái người mà có những cái năng lượng tích cực giống nhau ấy thì thường người ta sẽ thu hút nhau. Đúng và rồi. Người ta có thể truyền cảm hứng cho nhau cũng như là truyền cảm hứng cho rất nhiều những cái người khác nữa. Khi Hà nói như vậy thì em nhớ ngay tới một chàng trai rất là bền bỉ trên hành trình thiện nguyện và giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Khi mà các em nhỏ được anh chàng này giúp đỡ thì tiếp tục làm thêm những cái việc tốt nữa để nối dài thêm cái hành trình tốt đẹp này. Đây là những tin nhắn đầy tự hào mà Sang vẫn thường hay khoe lên mạng xã hội. Điểm số cao của học trò, những thành tích thi cử hay những công việc làm ước mơ chính là trái ngọt từ hành trình gieo mầm tri thức. Huy là một trong số đó. Từ một cô học trò bình thường, Huy giờ đây đã trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh cấp 3, cùng mong muốn và nung nấu những kế hoạch mở những lớp học tiếng Anh miễn phí giống như là người truyền cảm hứng cho mình. Nhờ anh Sang mà em biết được là cái chỗ này nè, mình cần những cái gì. Dạy người ta là một chuyện nhưng mà mình còn có cách để mình truyền cảm hứng cho người khác. Thì đó là một điều em khá là ngưỡng mộ và muốn học hỏi nhiều từ anh Sang. Và cứ thế, những hành trình thiện nguyện được nhân lên, vươn ra khỏi khuôn khổ của những lớp học. Trong suốt nhiều năm qua, Sang là một gương mặt quen thuộc của các hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi, từ Bắc và Nam. Mọi người vẫn hay gọi vui Sang là chàng trai từ thiện bốn mùa, xuân, hạ, thu và đông. Chúng em có bốn chương trình đinh là xuân, hạ, thu và đông. Thì mùa xuân chúng em sẽ làm chương trình Tết cho thanh niên công nhân. Và mùa hạ thì chúng em sẽ làm những chương trình về tình nguyện mùa hè xanh đến các vùng xa, vùng cao để cung cấp hỗ trợ về giáo dục. Mùa thu thì chúng em làm chương trình trung thu cho em và chương trình tiếp sức đến trường vào tháng 9 hàng năm. Và mùa đông thì hàng năm thì chúng em thường đi các tỉnh ở miền xa để làm chương trình mùa đông cho em, tặng áo ấm để có thể thuận tiện cho việc học tập của các bé.
Bây giờ thì những câu chuyện tốt đẹp như vậy nó càng có cơ hội chạm đến mỗi người xem chúng ta khi mà mạng xã hội nó rất là phát triển rồi. Nhưng mà vì mạng xã hội nó phát triển mạnh quá, cho nên đôi khi mình cũng rơi vào cái ranh giới giữa việc là một nguồn cảm hứng thực sự hướng đến những điều tốt đẹp, hay là việc mình bắt chước một cái hành động nào đấy, bắt chước một cái việc làm nào đấy mà chưa chắc nó đã tốt đẹp. Trong nhiều năm thì có những cái trào lưu mà tiêu cực và khiến giới trẻ bỗng dưng trở thành bắt chước và trở thành cái nạn nhân, ví dụ như là cái thử thách cá voi xanh, hay là cái trào lưu ở Việt Nam đó là để điện thoại ở trên cửa kính máy bay để quay timelapse, hay là ngồi trên băng chuyền. Tức là mình xem được cái trào lưu đấy nó đang khá là nhiều người làm theo, mình cảm thấy là ôi được truyền cảm hứng, tôi phải làm thử xem nó ra sao, không thì kiểu bị out trend mất, kiểu thế, và nó sẽ dẫn đến những hậu quả rất là sai lầm tất nhiên rồi. Đúng. Như kiểu thời gian gần đây thì cũng là dịp sắp Tết mà. Em thấy ở trên mạng xã hội thì có lan truyền rất là nhiều những cái hình ảnh liên quan đến pháo. Và có rất nhiều bạn trẻ cũng nhìn vào cái hình ảnh đó xong rồi nghĩ là người ta làm được thì mình cũng làm được. Hay là mình tự làm pháo nhỉ? Đúng. Nhìn nó, tại vì nó nhìn nó dễ. Thế là xong. Rất nhiều những hậu quả kéo theo đó. Hơn 80 quả pháo các loại, 2,5 kg tiền chất dùng để pha trộn thành thuốc pháo và các dụng cụ làm pháo được công an thu giữ. 11 em học sinh ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa có liên quan đến hành vi tự chế và tàng trữ pháo nổ. Một em trong số này đã kể lại cách tự chế pháo. Cháu mua trên mạng TikTok lưu hình và KC3 về than củi cháu giả ra trộn lại với nhau làm thuốc pháo. Cơ quan công an nhận định những video clip dạy cách làm pháo tràn lan trên các trang mạng xã hội đang khiến tình trạng học sinh học theo rồi tự chế pháo trái phép diễn biến rất phức tạp. Rất đáng lo ngại khi trong số này nhiều video được đăng tải khá lâu, nhưng đến nay vẫn tồn tại với số lượt xem, lượt tham gia bình luận cổ suý ngày một tăng. Các nguyên liệu pha trộn thuốc pháo này rất dễ mua ở trên mạng. Các cái video ở trên các trang mạng xã hội hướng dẫn đều là rất tỉ mỉ và chi tiết mà không hề đề cập đến vấn đề đảm bảo quy tắc an toàn về cháy nổ. Các cháu lại tuổi mới lớn nên là đang rất tò mò và hiếu động. Các cháu chỉ xem được trên mạng, sau đấy là làm theo. Cái nguy cơ xảy ra tai nạn thương tâm là rất lớn. Có một giải pháp cho những ai đã lỡ xem những nội dung xấu độc rồi, giờ muốn xóa đi làm sao? Cảm giác như đang nói với chính mình đúng không? Ví dụ có những buổi tôi ngồi ăn trưa xong ạ, thì mình chưa ngủ trưa được, thì sau đấy có cái cuộc họp ở đấy còn khoảng 30 phút thôi, thì mình lên mình lướt trong vô thức. Rồi tự nhiên mình nhận ra rằng là chết giờ, mình đang dừng lại ở quá nhiều những cái clip mà có mấy cô xinh đẹp. Rất là văn minh thôi, không có gì cả. Nhưng mà bây giờ vấn đề là nếu mà tối về chẳng hạn, vợ tôi lỡ mà tay mà cầm máy tôi xong rồi nhìn thấy toàn những cái hình ảnh đấy nó cứ push về cái tài khoản của mình đúng không? Thì mình phải làm thế nào? Bây giờ phải có một giải pháp cho đến tình huống này. Bác nghe mới nhanh lên là gì? Đó là ngay lập tức mình phải tạo ra một cái điều kiện để mạng xã hội ấy nó với cái thuật toán đấy nó hiểu rằng là mình đang thích một nội dung khác. Ví dụ lúc đấy quý vị có thể vào VTV Go, có thể vào fanpage của Việc Tử Tế, Cặp Lái Yêu Thương, xem để xem thật lâu hả? Thì tự nhiên khi quý vị về nhà, đúng không? Rất nhiều những nội dung mang tính nhân văn nó sẽ hiện lên. Newsfeed của quý vị. Em muốn kiểm tra điện thoại của anh ngay, xem 5 video swipe, tức là trượt gần nhất của anh nó về nội dung gì. Nhanh lên đây. Nó sẽ là nội dung về những cái tên. Đúng không? Tại vì anh vừa lượt. Anh vừa lượt tên Việt Hà với Huyền Trang là như thế nào? Thế là hôm sau mình phải rình để hôm nào đấy vô thức là mình phải kiểm tra xem là 5 lần trượt gần nhất thì anh ấy xem cái gì. Tò mò nha. Và thật ra thì không chỉ các cá nhân trở thành bằng lọc mà em thấy là có rất nhiều cơ quan chức năng cũng bắt đầu vào cuộc để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn những cái vấn đề ở trên mạng xã hội. Và thông tin này thì cũng đã được chương trình Chào Buổi Sáng đưa tin gần đây. Chỉ tính trên một nền tảng mạng xã hội ở Việt Nam, mỗi ngày có hàng triệu video đăng tải và thu hút 12 tỷ lượt xem. Trong đó có những nội dung như phim truyện dung tục, thần tượng lệch chuẩn, thử thách trực tuyến phản cảm, thậm chí cố tình thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo hay không tôn trọng văn hóa và chủ quyền quốc gia của các nước láng giềng. Hình thành một cái lớp nhà sản xuất nội dung quá đông đảo, họ đẩy nội dung trên môi trường mạng vào một cái cuộc lạm phát nội dung. Các bạn phải tuân thủ một cái hệ thống khung pháp lý rất là dày. Đấy, mỗi người một điện thoại là có thể tham gia vào một cái ngành kinh tế mới tên là ngành sản xuất nội dung. Sẵn sàng làm tất cả chỉ để có sự chú ý. Tuổi trung bình mà các bạn trẻ Việt Nam được sở hữu riêng một cái thiết bị di động và truy cập một cách tự do là 9 tuổi. Trong khi đến 13 tuổi thì các bạn mới được là trang bị những kiến thức cơ bản về việc là sống an toàn ở trên không gian mạng như thế nào. Như vậy là có 4 năm các bạn ấy không được bảo vệ, bị đẩy xuống đại dương số mà chả được trang bị kỹ năng bơi lội hay là không có áo phao gì hết.
Đấy, cho nên là trong một cái không gian đặc biệt là của mạng xã hội, khi mà có quá nhiều những thông tin khác nhau như thế này, thì một trong những điều quan trọng đấy là mình phải chọn được đâu là cái nguồn cảm hứng thực sự của mình, cái nguồn động lực thực sự của mình để mà mình làm theo. Mà muốn làm được điều đó thì tôi nghĩ điều đầu tiên đấy là phải thực sự hiểu mình đã. Xem mình thực sự là cần gì, muốn gì trong cuộc sống này, thì mình mới chọn được một cái hình mẫu tương ứng với cái điều mình muốn để mà mình làm theo. Và khi mình đã chọn được cái nguồn cảm hứng thực sự để mà mình làm theo rồi, thì mới thấy rằng những hình ảnh tương tự như thế, những nguồn cảm hứng tương tự như thế xuất hiện liên tục, nó quanh ta. Ví dụ như kiểu mọi người còn đang bối rối với việc chọn nguồn cảm hứng cho mình, thì có thể tham khảo câu chuyện với những người nổi tiếng sau đây mà em cũng đã tổng hợp. Soi Tiết, một hiện tượng gây bão toàn cầu với video hát đếm số vào năm 2020. Anh là một chàng trai dân tộc bình thường, ngày ngày chăn bò ở vùng quê Bình Định. Soi Tiết cũng có một tuổi thơ khá là sóng gió, mẹ mất sớm. Và năm 2000, Y Tiết vào trại mồ côi, rồi đến năm 2006 thì bị chẩn đoán viêm phổi mãn tính cấp, ảnh hưởng tới sức khỏe. Và năm 2020 xuất hiện trong Điều ước thứ 7, Y Tiết bày tỏ niềm hạnh phúc của mình nhờ âm nhạc, và anh Bo Đan Trường là niềm cảm hứng cho Y Tiết. Một màn gặp gỡ bất ngờ cũng đã diễn ra trong chương trình. Em về đâu mùa hạ, hỡi em về đâu mùa đông. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi buồn phiền. Bài thơ xưa anh viết. Tụi em là fan của anh Đan Trường á, thì em hay kêu anh Bo, nên thôi cho em xin phép được xưng hô anh Bo, và cho em xin ôm anh tí được không anh? Xin cảm ơn. Double Chu Chi, chàng rapper với niềm đam mê âm nhạc. Nhưng do hoàn cảnh gia đình, nam rapper lựa chọn việc học nghề sửa máy tính rồi làm công việc cắt tóc để có thể kiếm sống. Nhưng niềm đam mê âm nhạc trong nam rapper thì luôn thôi thúc để rồi Double Chu Chi lựa chọn theo đuổi con đường âm nhạc của riêng mình. Và người truyền cảm hứng cho Double Chu Chi thì không ai khác chính là nam ca sĩ Sơn Tùng MTP. Một trong những nghệ sĩ mà truyền cảm hứng cho em nhiều nhất ở Việt Nam có lẽ là Sơn Tùng MTP. Anh ấy là một người thực sự giỏi, làm nghề rất là nghiêm túc và có rất là nhiều câu truyền cảm hứng cho em. Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì sẽ phải chịu cảm giác mà không ai chịu được. Là một trong những YouTuber hàng đầu Việt Nam với 10,8 triệu người đăng ký, Chris Phan nổi tiếng với những video triệu view cực hài hước. Nhưng đằng sau thành công đó thì ít ai biết được người đã truyền cảm hứng cho anh lại chính là YouTuber huyền thoại PewDiePie. Ngày xưa em cũng không tính là trở thành một YouTuber hay là gì hết. Mà em tính là đi theo con đường nghệ thuật, là em đi học sân khấu. Thì em học một thời gian rồi cái em mới coi được một cái clip trên mạng, đó là một YouTuber tên là PewDiePie. Thì bây giờ anh nói là cái số lượng sub của anh là khủng khiếp. Thì anh chơi game, anh la hét rồi em thấy cảm thấy là ồ sao cái anh này anh tràn đầy năng lượng quá, anh vui quá. Mà mình coi người ta chơi game thôi mình cũng có thấy đã nữa. Nên là em mới nghiên cứu cái cách mà sử dụng cái sự diễn xuất của mình, rồi những cái miếng hài, mảng miếng của mình ghép vô chơi game, thì mình nhập tâm vào nhân vật, thì vô tình là các bạn cũng đã rất là thích cái điều đó. Cảm ơn Hà. Quá hay, quá truyền cảm hứng. Quý vị thấy đấy, trong những trường hợp rất là cụ thể nó cho chúng ta minh chứng một điều đấy là nếu như mỗi người chúng ta mà chọn được một nguồn cảm hứng chính xác với những điều mà chúng ta khao khát, mong muốn cho cuộc sống này, thì nó sẽ biến từ nguồn cảm hứng đó thành những hành động rất là cụ thể của chúng ta và đưa chúng ta đến với đi thành công, đối tiếp thành công trên chặng đường tương lai. Còn lỡ như trong năm vừa rồi quý vị chọn sai nguồn động lực rồi thì làm sao đây? Thì năm mới mình chọn lại chứ còn sao, đúng không? Còn nói về năm cũ, khi mà đã chọn sai rồi thì chuyện cũ mình bỏ qua qua, Tết này cùng cười lên. Nghe tiếng cười thấy vui ngỡ chưa quý vị? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Chúc quý vị Tết này sẽ có thật nhiều những thang thuốc bổ trong gia đình của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi lướt trên VTV ngày hôm nay. Đừng bỏ qua chương trình của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.